Em tới rồi, hôm nay lần đầu tiên gặp nhau á, mong gặp anh lắm. Anh là cái người đã làm quen em trên Facebook đó. Mày ta về, mày nghĩ làm sao vậy? Mày gửi cho tao tấm hình gì? Mày gửi cho người ta tấm hình này, rồi mày đưa cái cấu hình đây. Mày không có lòng tự trọng hả? Mày không có sĩ diện hay sao? Mày không có tư duy hả? Mày mập, xấu, xấu mà gọi là sao ta? Xấu xúc phạm người nhìn mà bất bình cảm xúc, mà bức xúc tư duy, mà âm trì địa ngục. Mà tao nói là thô thiển cuộc đời. Gì 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 gì? Mày tỏ thái độ với tao hả? Mày để đầu cúp bê, mày tưởng mày là cúp bê hả? Mày là cúp bê bị hư. Cái thời trang của mày thời trang gì? Mày mặc quần ống le, mày tưởng mày tiên cá hả? Mày là cá chùi kiến, cá mặt quỷ. Mày như một con quỷ, mày biết không? Mày mập thì mày mặc đồ mày che bớt cái bụng mày đi. Mày mặc đồ body, mày tưởng mày muscle, mày tưởng mày sáu múi hả? Mày nhìn lại mày đi, bớt mặc đồ trắng lại. Mặt ngu, mặt mày rất ngu. Mày đừng bày tỏ cảm xúc với tao, mày càng bày tỏ cái mặt mày còn ngu hơn. Mày trố mắt mày nhìn tao, tao táo một cái ba má mày nhìn không ra bây giờ. Mày ngậm miệng mày lại, mày tưởng mày đẹp hả? Mày làm mặt thiên thần, mày làm mặt gợi cảm với tao hả? Tao nói cho mày biết là từ đây về sau mày mang cái cấu hình này ra đường nữa là chúng quanh mày má mày nhìn không ra nha. Xấu đi tiện. Má ơi, nó chửi không kịp phản ứng luôn á.